Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và lần này sẽ là bài review về cầu thủ người Anh Jadon Sancho, mùa giải 21 Tots. Điểm mạnh đầu tiên của cầu thủ người Anh đó chính là tốc độ. Khi mà tốc độ rơi bóng của Sancho là khá tốt, cũng như anh gần như ngay lập tức đạt được một tốc độ cao nhất của bản thân mình, bởi chỉ số tăng tốc của anh lên đến 110. Bên cạnh đó thì khả năng đi bóng, xử lý của Sancho vẫn rất khéo. Có điều ở mùa giải này, anh được nâng lên thể hình trung bình, nên những pha rẽ hướng di chuyển mình cảm thấy chưa được nhanh và gọn. Ngoài ra thì với năm sao kỹ thuật thì Sancho cũng sẽ rất phù hợp cho những anh em thích múa may. Dù đã được nâng lên thể hình trung bình, thế nhưng khả năng tranh chấp của Sancho vẫn không quá nổi trội, khi anh vẫn thường yếu thế trong những pha tranh chấp tay đôi và anh trụ cũng không vững trước sự va đập với cầu thủ đối phương. Sancho tạt bóng khá hay, quỹ đạo bóng xoáy và có điểm rơi chính xác đến các tiền đạo ở bên trong. Vì thế mà nếu các anh em muốn chơi Takadada thì cũng nên sắm thêm một ST có khả năng không chiến tốt. Ngoài vị trí ở biên ra thì mình thấy Sancho cũng thể hiện khá tốt ở vị trí CF, khi những pha chạy chỗ của anh cũng là tương đối thông minh. Bên cạnh đó thì khả năng chuyền chọt, kiến tạo của Sancho cũng là rất ổn. Về khâu dứt điểm thì ở mức thẻ cộng 1 này, Sancho chia ra hai mảng rõ rệt ở khả năng sút xa và việc dứt điểm trong vòng cấm. Đầu tiên là về khả năng sút xa, mặc dù đôi lúc mình cũng ghi được những bàn thắng khá ảo từ những pha ra chân ngoài vòng cấm, thế nhưng trong phần lớn các tình huống thì bóng thường đi thiếu lực và thiếu cả độ hiểm hóc và độ chính xác nữa, nhìn chung là rất thiếu ổn định. Trái ngược với những tình huống sút xa thì những pha ra chân trong vòng cấm của Sancho nguy hiểm và ổn định hơn nhiều. Còn về khả năng không chiến thì đây vốn dĩ không phải là điểm mạnh của Sancho. Tổng kết lại, Sancho mùa giải 21 Tots có tốc độ khá nhanh, rơi bóng và xử lý vẫn rất khéo, tạt bóng hay, khả năng chuyền chọt cũng là ổn và khả năng dứt điểm trong vòng cấm khá tốt. Điểm hạn chế của Sancho là tranh chấp không tốt, sút xa không ổn định với lực sút không mạnh, cũng như không có khả năng không chiến. Và trên đây là toàn bộ bài review của mình về Jadon Sancho mùa giải 21 Tots. Nếu các anh em thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video kế tiếp.